Em làm việc nha. Thì em phải xác định, em phải xác định thì em phải xác định rõ cho thầy là cái móng em bị cần thiết kế là móng kích thước bao nhiêu đúng không? Và lớp đất của em này nha. Lớp đất này đúng không? Thì lên một lớp và lên hai lớp thì nó giống nhau thôi, giống nhau về cách mô tả trong này thôi. Ví dụ thầy mô tả cái đường móng là 2m x 3m chẳng hạn. Cụ thể có đồ án của em là tự bài tập đơn về em tự làm lại nhá. Ờ thì nó nói cái chỗ này, được chưa? Nên đất gồm hai lớp, lớp trên này yếu, à tốt. Và dưới là gì ạ? Yếu đúng không? Mình nghiên cứu thế đúng không? Đúng chưa? Đấy. Thì em không giấy phép một chút, em vừa nói lại em cho. Và chiều cao móng này là hát móng này em phải tự có đúng không? Ờ, ví dụ như là 1 mấy mét này. Đúng không? Thì thầy nói rồi, khi cái móng này nó bị phá hoại thì giống như nó bị phá hoại kiểu này đúng không, hoặc là rồi đúng không, hoặc cái đất rồi nó bị trôi lên như này đúng không. Như vậy vấn đề vết nhất này em phải mô tả cái biên này trong plastic ấy, là cái mô hình này của mình phải vẽ biên này mà đúng không. Cái móng nằm ở đây thì cái biên này nó phải đủ phản ánh được cái ứng xử của mình, ứng xử được đúng không, ứng xử thực. Thì thông thường là thầy dạy rồi, thầy gửi cho em cái file rồi, thông thường nó dao động khoảng độ bằng 2 đến 3 lần B, khoảng độ khoảng 2 đến 3 lần B rộng móng, được chưa? Thì nó hết, được chưa? Thì ví dụ đây có thầy đặt 2 x 3 mét là ví dụ tương thông thường tuần này từ đây khoảng độ 6 mét là đủ rồi đúng không? Thì thường bạn làm biên này cho thầy là 15 mét gì đấy nha, gấp đôi gấp 3 thì được, cái đi này tạo thoải mái mà 5 mét nha. Đấy, thì thế làm như sau, đây thì chả cần phải đặt tên gì cũng được, ví dụ chưa. Cái này thì bạn phải lưu ý này, nhớ là nếu bạn đi vẫn lấy cái góc độ độ này là không thì bạn nhớ rằng 15 này mà cộng với đống này, cộng đống này thì dao động nó sắp xỉ khoảng độ trên bằng 30 đúng không, đúng không? Thì bạn phải lấy bằng 40 là bên phải đúng không, 40 thì tùy em thôi, không ở giữa thì em này bao nhiêu thì em này trước này là phải là 15, bên phải là 15 và bên trái là âm 15, thì âm 15 phải là âm 20, bên trái là âm 20 được chưa, bên phải là 20 được chưa. Đấy, ghế thì bạn thấy đây là góc 00 mà đất đây là 00 được chưa. Được chưa? Thì ở dưới này bạn thấy lớp đất, bạn mô tả bao nhiêu lớp đất thì bạn lấy vào đấy vụ top thì là âm 20, cái này là top này là 5 thoải mái như thế. Thì đây là một cái biên mình cần, một cái em cần làm là phạm vi giác giống như bản limit bản vẽ mà. Tiếp theo thì bạn phải dùng cái chế độ vẽ này như thế rồi đấy. Các bạn làm này là chậm rồi đấy, cố gắng phải tự ngay tự đêm mà làm nhé. Thì đấy sẽ thấy biên 20 nhìn thấy chưa, người vẽ nha, nhìn thấy vẽ chưa. Thì cách vẽ này có rất nhiều cách vẽ, hoặc là thầy nhập điểm này, hoặc là nhập điểm ở đây này, thấy chưa, cái vẽ này nhập điểm, đây là vẽ này đấy, và dự và phạm vi bản vẽ là phạm vi vùng làm việc của mình đây, được chưa? Thì là xong rồi. Thì ở đây lớp đất của em có bao nhiêu lớp thì em chia, tự chia vụn lớp đất của em dày lớp 1 dày 10 mét thì em 5 mét thì em chia đây, không đến 5 đúng không, đúng không, 6 em chia đây nha. Đây là đất của một lớp thì đã nói tính một lớp, xong chưa? Xong rồi bạn đi lại thì cũng chất hôm trước rồi mà. Mất thời gian lắm, em làm thế thì mất thời gian, vừa mất thời gian của thầy và vừa mất thời gian của các em. Mãi chưa làm xong này, thấy chưa? Thứ nhất là cái móng của em phải tương đương ra, em phải vẽ ra nhát, không vẽ ra nhát thì đâu ra làm được. Cái móng này này là kích thước bao nhiêu, trên mặt bằng là bao nhiêu, bề rộng là 3m, 2m, đúng chưa? Được chưa? Cái cột này là bao nhiêu thì em để vào đây, được chưa? Được chưa? Đấy, 2m x 3m thì vẽ vào đây. Đây, cái đây này. Bạn này là nhóm khác chứ không phải nhóm này đúng không? Dạ vâng, ừ. Cho em thì em bảo đứng ngoài. Không có tiếp theo ngồi đấy. Dạ. Ừ. Thì đây 2 mét x 3 mét được chưa? Mấy gái đấy à? 2 mét x 2 mét thì rất nhanh, mình gắn qua mà. Hai mét nhân ba mét được chưa? Thì em rộng móng của em 2m x 3m thì em phải vẽ đúng ở đây được chưa? Vâng. Là đúng ở đây được chưa? Thì thường bạn vẽ đúng như sau. Nè, để vẽ cái móng thì bạn phải biết cái cột này là bao nhiêu, đúng chưa?
được chưa? Được chưa? Được chưa? Hoặc lúc nào là cái này cái nhành thì mà làm này cái làm gì anh? Bạn cứ gương vào cái cục bê tông này bạn vẽ về đúng như chiều cao là bao nhiêu được chưa? Được chưa? Vâng. Hiểu lúc nào này hiểu ý thầy không? Vâng. Đây nhá, từ đây là bao nhiêu nhỉ? Bạn đi thiết kế cái móng này dày bao nhiêu, từ đây 500 đúng không? Vâng. Vẽ cho đúng mà đây, bạn vẽ một cái móng thì bạn vẽ trong đồ án thì bạn vẽ cho một cái móng cho nó hợp lý này để mà nó tự nhiên đúng không? Đây này đúng không? Bạn vẽ cái móng của bạn là nghe đúng chưa? Đúng chưa? Đây là trên mặt cắt, đây mặt băng là bao nhiêu? Là độ sâu là 1,5 m. Thì bạn chỉ vẽ đơn giản cho thầy rằng bỏ cái trên này đi, coi như là đây, cắt về rồi, được chưa? Đúng chưa? Thì bạn vẽ cho thầy là à vậy từ đây này, vậy cái tọa độ này là bao nhiêu? À giữa 3,5 m 1,5 này đúng không? Âm 1,5 vào đây nè. Từ đây này là bao nhiêu? Cái móng này là cao bao nhiêu? 500 thôi đúng không? Giờ bao nhiêu? Một. Rồi, thì để vẽ như sau nha. Nếu võ nghe nghe quá, không nhất thiết phải vẽ này bởi vì tải trọng mình sẽ dồn luôn vào đây được chưa? Vì nó ít mà. Thì vẽ như sau. Vẽ đây nha. Thì chỗ này là bao nhiêu? Dịch xuống đây phải nào? Âm 1 đúng không? Vâng. Phải nào? Trừ 1 đây này. Trừ 1,5 đúng chưa? Và là trừ mấy? Trừ 1 đúng chưa? Trừ 1,5 là... À 1,5 của bạn là phải. 1. Quá là phải. 5 và của bạn nó phải chấm à. Và trừ mấy cái cách cái bao nhiêu? Đúng chưa? Đấy nhìn này. Thấy chưa? Tiếp theo xuống dưới này. Là chỗ này xuống này là bao nhiêu? Là bao nhiêu? 0,5. Vẫn à. À xuống thế. Trừ 1,5. Đó, đây là 1 trừ x thì trừ 1,5. Đây là góc độ đây là 0 trên này nào còn mặt đất tự nhiên là 0 mà. Thì chỗ này bao nhiêu? Trừ 1,5. Thấy không? Trừ 1 5 và trừ 1,5 tiếp. Hiểu chưa? Xong chưa? Tiếp theo ra đâu? Ra đây. Đấy, bao nhiêu? Dương 1,5 và trừ 1,5. Hiểu chưa? Đúng không? Và tiếp theo lên bao nhiêu? Lên này. Dương 1,5 và trừ mấy? Và cuối cùng phải đóng ở đây. Nào bao nhiêu? Là đóng thì bạn bên bên này dương là trừ 1,5. Đúng chưa? Vâng. Đúng chưa? Đây là cái móng không anh nhất phải vẽ trên không cần. Vâng. Nhìn vào. Được chưa? Rồi. Đây là toàn bộ cái móng này xong chưa? À. Tải trọng của mình là tác dụng nó đúng ở đâu? Đúng ở tâm này. Vậy muốn đúng tâm thì bạn phải tạo cho mình một cái tải trọng ở đây đúng không? Thì bạn phải kích một cái nút ở đây, hiểu chưa? Và tạo cho mình cái nút ở đây. Cái nút ở đây thì rất đơn giản là bạn về tóc bạn phải. Lúc nãy là bạn phải chia ở đây ra, đúng chưa? Đấy. Rồi kích nút ở đây cũng được. Được chưa? Đấy. Bạn phải kích cái nút ở đây đúng không? Đúng nhá, kích vào giữa đây thôi. Không không sao. Tải trọng nhập vào đây. Nhìn thấy chưa? Nhập. Được chưa? Đấy. Được chưa? Tải trọng mình. Tải trọng mình. Thì bạn dự tính theo các phương pháp thì ra sức chuyển tải bao nhiêu thì bạn nhập vào đây theo phương y mà. Ở đây là góc tọa độ bằng mặt phẳng này là chỉ bằng phẳng x và gì nhỉ? X y thôi. Đúng không? Và y đấy là vì nó âm rồi, bạn phải nhớ vụ thầy vào cái móng này bạn tính theo các phương pháp thế sơ bộ xác định ra sức chuyển tải bằng bao nhiêu? Bằng bộ như bằng chịu được bao nhiêu nhỉ? 200 đúng không? Thì được 50 tấn. 50 tấn thì là bao nhiêu nhỉ? 500 kN đúng không? Đúng không? Sơ bộ như thế, ok. Nhập sơ bộ này xong chưa? Rồi, giờ ta khai báo địa chất là xong. Báo địa chất. New. Để vấn đề hiện hết vấn đề B gì nhỉ? Bê tông. Đúng nhá, móng bê tông. Bê tông thì bê tông móng thì phải chọn cái phần nào? Không chọn này, phải chọn là mô hình này. Nhưng mà chọn về đây, nhưng mà chọn vật liệu là gì? Lâu. Được chưa? Và chọn nghe là gì à? Lần này gì à? Được chưa? À, chọn nhớ ra, chọn cho thầy cái trên đầu là bê tông thì phải chọn nghe. Và phía dưới là chọn nghe, được chưa? Và bê tông gamma của bê tông thì bạn biết rồi, và bao nhiêu kN nhỉ? 25, 2,5 tấn mà. Được chưa? Và E của bê tông bạn định bao nhiêu? Bê tông mát bao nhiêu thì bạn tra E vào đây. Được chưa? Thì E bê tông là bao nhiêu? Bê tông bạn dùng bê tông mác 300 nhé, bê tông M 300 đi, thì suy ra E của M 300 bạn tự tính đây nhá, nhân hệ số, không phải nhân hệ số gì cả, E của bê tông bao nhiêu, nó bằng sấp xỉ bằng hình như 290 nhân với 10 mũ 5 kN trên mét bình sao nhá, đấy nhập sơ bộ nhá, E mũ 5 về bạn tra cho đúng lại nhá, đúng chưa? Đấy. Hệ số cos của bê tông thì nó sấp xỉ 2, không phải 2 gì đấy. Nha.
Để cho bút xong. Xong chưa? Xong rồi. Vật liệu bê tông anh để cho màu mè thì phải thoải mái nhá. Xong chưa? Rồi anh gắn kéo này. Thả rồi, xong chưa? Xong bê tông chưa? Rồi, xong rồi. Nhưng thực chất cái này đừng có ai gắn bê tông vội. Mà cái này bản chất ban đầu của nó vẫn là gì đã? Vẫn là gì? Vẫn là đất đã đúng không? Rồi thầy khai báo cho lớp đất. Để lớp 1. Đề bài của thầy có một lớp thôi nha. Hai lớp thì thầy tương tự nha. Lớp 1 đúng nhá. Lớp 1 em có để mô hình moleculomodern riêng như này, nguyên như này. Thì gamma của thầy, gamma của các bạn thì nhớ là ảnh hưởng mực nước ngầm mà. Thì bạn giả thiết mực nước ngầm không có đi. Coi như mình đoán của mình làm một bài tập quỳnh xuyên suốt cái phương pháp này có xét đến mực nước ngầm không? Không. Không đúng không? Thì không mực nước ngầm thì có gamma này bạn lấy như nhau đấy chưa? Tức là gamma đây là trên mực nước ngầm và dưới mực nước ngầm mà. Thì bạn lấy gamma của đất thì bạn tin nhầm 57 phẩy mấy đấy đúng không? Cô mấy bạn bao nhiêu? Mười mấy? 17.5 phẩy, phẩy, chấm không được, chấm nó sai đấy, đúng không? Phẩy. Cái bên dưới của nó cũng là dấu phẩy. Phẩy đó. Nghĩa là cái bên dưới nó ghi sẵn là dấu phẩy. Không à, phẩy thì phẩy không chấm được. Không à, phẩy 5 đây thì âm không ấn lúc này. Ấn lúc này không? Ấn chấm, hay là ấn chấm xong thì nó nhảy thành bậc. Không được. Rồi bạn chấm ở đây không chịu trả dễ phải ra. Nỗi phím nữa. Như vậy. Đây này, này cho chấm vào ấn nhé. Ấn 5 xong rồi ấn xuống. Bây giờ đấy. Phá từ không? Phá đi. Phá số 5 đi xong rồi lại. Mày tính nữa. Chết. Thế. Đấy. Phần mềm nó làm sao vậy? Hay mày đứng này. Đấy chưa? Cái thấm này anh cứ nhập không quan trọng nha, bằng một cũng được. Giờ lớp đất này được. Thấy chưa? Xong. Rồi. Thì nhớ E của mình thầy cho bảng bảng kia rồi đúng không? Thầy cho cái bảng thuyết minh rồi, cái bảng lớp đất này. Đất sét là chẳng hạn gì đấy, gì thì bạn phải E khoảng bao nhiêu đúng không? Đấy các bạn là đất gì? Cát đúng không? Thầy gửi cái bảng gửi về nhóm chưa? Vâng. Gửi lớp đây, cái bảng mà thầy cho đây cái cát vậy E này là khoảng E của beta, E của cát thì bằng bao nhiêu đã cho rồi mà. Vâng. Phi C có bao nhiêu rồi đúng không? Phi C đây chính nhỉ? Của các bạn có rồi. Được chưa? Đấy, ví dụ đất cát không thì C bằng bao nhiêu? C bằng 0. Nhưng trong cái phần mềm nó không hiểu C bằng 0 mà phải nhập giá trị C bằng nếu bằng 0 thì quy đổi với bằng 0,2. Thế là tương đương nó chạy ra nó sẽ bằng 0 hiểu không? Đúng như em nhập bằng 0 nhưng ma trận nó sẽ bị suy biến. Khi mà em này mà một cái giá trị tượng trưng cho nó nhưng mà giá trị này hiểu nó vẫn bằng không à, cho nó bé à, bé. Rất bé 0,2 và phi bạn vụ đất đất này bạn đang tính bằng bao nhiêu độ thì bạn tự cho vào nha, đúng theo và các phương pháp tính ở trên này, hiểu ý này không? Vâng. Hiểu không? Vâng ạ. Ừ, vẫn quay vẫn đang nhấp nhá, thế nó to chắc là thế ghi âm được. Cũng hiểu gì là phải hỏi luôn. Địa chất bạn có chưa? Ông nào có địa chất rồi lôi ra xem. Địa chất đâu? Đâu? Không thế thì ông nào kia ông chưa làm gì. Ông phải viết thuyết minh thứ ra hết rồi, in ra hết rồi. Bây giờ cứ bảo em làm lên đây không xong đâu. Thầy nhìn đây là không xong đâu. Các phương pháp là tính là vẽ được đồ thị cho thầy hết chưa? Dạ, vẽ được ạ. Còn lát nữa thầy hướng dẫn xong em xong thầy cái phần em làm. Ừ, phần này phải làm thiết bị nguồn quất đó. Không cần bầu voi gì, bầu voi để sau. Này, ví dụ như là phi bằng bao nhiêu này em hiểu không? Đúng không? Phi ví dụ em đang khảo sát nước này đồng nhất để có C bằng 0 và phi bằng 30 độ đúng không? Thì em nhập đây 30 độ. Xong chưa? Đúng chưa? C phi. Và cái E này em phải tra bảng của thầy ấy. Em phải bết cái bảng của thầy vào bảng tra. Đối với địa chất mà không có thông số của mình vì nó không có cái này đâu đúng không? Nên em tra C phi em phải tra cái bảng mà bạn thì gửi nhóm này đúng không? Đất cát bao nhiêu? Vụ nhà thầy nhập là 25.000 như thế. Đúng không? À, biển số phi ở 013. Đúng chưa? Xong chưa? Ok, xong. Đúng chưa? 21. Xong chưa? À. Đúng chưa? Được chưa? Xong chưa? Xong hết rồi. À, ban đầu của mình đây nó có móng môn chưa? Chưa. Được chưa? Ban đầu nó vẫn là đất, mình gán cái này vẫn là đất ra.
hiểu chưa? Đâu có xin đâu. Thì làm sao xong kia, vẽ xong cái móng này xong chưa? Rồi. Thì từ từ đã. Cái móng này, hai cái vật liệu này không bao giờ làm việc đồng thời với nhau đúng chưa? Hiểu chưa? Do vậy mình phải điều tạo điều kiện cho cái biên giống như bạn gọi là cái bề mặt phân cách ấy, giống như cái lớp đất này với lớp đất này thì phải có cái tương tượng có một cái lớp bề mặt đúng không? Cái liên kết bề mặt đúng không? Thì để vẽ được cái bề mặt thì bạn vào đây, nhìn thấy chưa? Interface là bề liên kết bề mặt. Được chưa? Thì bề mặt bạn vẽ cho thầy cái bề mặt ở tất cả từ đây đến đây, được chưa? Đấy, thì bạn nhập thì rất dễ làm bao nhiêu từ bao nhiêu? Âm 1 5 1.5. Được chưa? 1.5 1.5. Được chưa? Đây là bề mặt, nhìn thấy chưa? Đấy, tương tự ở trên này xung quanh đây nhá. Thì lên đây là bao nhiêu? 1.5 và trừ 1.5. Được chưa? Đấy thì hiểu rằng lúc nào giống như bạn ấy, cái vật liệu cái phần này sau này nó sẽ khác phần này đúng không? Vậy nó phải có biên phân cách để hiểu rằng tôi hiểu rằng đấy là hai vật liệu lại vật liệu khác nhau cho bài đồng nhất. Được chưa? Đó, xong rồi nha đúng không? Thế này xong hết thôi. Rồi bạn tính này. Có cái này nữa này, chỗ này nè, không nhầm này. Là thì nhầm ở chỗ này. Đấy, biết này. Không được nhập cái này bằng 50 vội mà mình nhập 50 ở sau thì hướng dẫn lớp một lần rồi đúng không? Thì là lực với cả tính chất đất nhập sau. Đây, thì cái này nhớ vấn đề là mấy âm mấy? Âm 1 rồi, chính xác. Cứ để bên này đã nha. Thì biết tại sao rồi các bạn thì tôi sẽ giải thích cho bạn. Đấy chưa? Lưới này vẫn chưa thô không? Thô chứ được mình muốn mịn lưới thì đây. Mesh. Mình nên chọn cái ở chế độ này thôi. File là dày thôi. Còn verify rất dày thì không cần viết nữa. Chẳng hạn. Nha. Càng dày dày nhìn thấy chưa? Dày hơn chưa? Đó, dày hơn nha. Được chưa? Lúc ở chỗ này mình muốn chia ở riêng cái móng này mình muốn chia dày hơn, mình kích riêng vào từng cái một để giới thiệu mà. Được chưa? Đấy, dày hơn. Đây. Riêng là chân chưa đầy dày hơn. Cụ bộ đâu đó thì là đây. Dày hơn như thế. Nhìn chưa? Dày hơn một cái nhìn thấy chưa? Đó, dày hơn là cụ bộ thôi. Dày hơn cục bộ thì bạn phải chọn cái đối tượng dày hơn cục bộ vào đây. Vào chỗ này. Nha. Rồi xong rồi. Đấy. Xong chưa? Xong rồi ta ấn lại ấn vào đây. Initial condition là điều kiện ban đầu biên ban đầu. Được chưa? Điều kiện biên ban đầu. Thì nó hiểu là gamma nước em lấy bằng 10 bằng đúng rồi đúng không? Cái này mình ấn ok thôi. Thì chương trình phần mềm luôn luôn mặc định một đứng ngầm ở đâu? Ở dưới đấy này. Mình cứ để nguyên đây thôi. Nha. Thì em đã sau tiếp theo bước tiếp theo là tính gì nhỉ? Tính áp lực nước. Đây, tính áp lực nước thì em kích sang cái bên này. Tính xe xanh này nhá. Thì rõ ràng là gì? Mức đứng ngầm ở dưới đấy có áp lực nước ở bên trên không? Chả có gì. Không hết thì thấy chưa? Áp lực nước thì bằng công thức bằng gì? Gamma nhân với Z. Nhưng mà mình không có mình vẽ ở dưới rồi thôi. Tiếp theo tính này để tính ứng suất ban đầu. Kích sang cái chỗ này. Ra từ đây nhá, kích sang đây. Và cái nút đỏ tính ứng suất ban đầu. Ứng suất ban đầu. Thì ứng suất ban đầu giống như bạn tính ứng suất bản thân đây này. Ứng suất ban đầu là vụ ở lớp đất này ở độ sâu bao nhiêu thì vụ ở độ sâu này gamma 17.5 và ở độ sâu 10 mét thì nó sẽ là 175. Thế cô thấy là limit ở đây là bao nhiêu mét đấy nhỉ? Nó là limit 20 mét đúng không? Thì 20 nhân với 17.5 thì nhân 5 có đúng không số này không? Sắp xỉ được rồi. 300 mấy đúng không? 17. Nhìn thấy chưa? Đây là sắp xỉ 350 nữa đấy ạ. Kiểu như thế nhá. Thì trung bình mà. Đấy. Còn nếu mà anh nào xem mau nó để đúng 350 thì đây này. B này, nhìn thấy chưa? B này. M bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, nhìn thấy chưa? Cụ thể là tính bằng bao nhiêu đúng không? Đấy, vân vân nhá. Nhìn thấy chưa? Đấy, tăng dần chưa? Đúng không? 17.5 nhân 20. Sắp gì 240 đúng không?
350 đúng không? Thì đấy là ứng suất, đây ứng suất ban đầu là ứng suất tổng này là sẽ đúng hơn. Ứng tổng được sigma, ứng suất tổng của sở hữu điện này. Sigma của mình là sigma đấy là sigma phương z đúng không? Sigma z z đúng không? Y là phương y đúng không? Y có nghĩa là phương mình là sigma z nhưng mà của mình trục này trục y mà, nhìn này. Xem đúng 350 thấy chưa? Của mình phải là sigma y là vì trục của mình là trục y mà, đây không có trục z. Trục z bằng trục y ở đây này. Bài toán mình là bài toán chỉ 2 chiều thôi mà. Nhìn thấy đúng chưa? Đúng rồi, nhìn thấy không? Đấy, ứng suất dữ liệu theo phương đứng này nhá. Sigma z đấy. Đúng không? Dạ, update xong rồi. Dạ, sau đó xong rồi nha. Tính cái nút này xong rồi, tính calculator tính toán là xong. Yes. Tôi sẽ biết làm việc. Thì bước 1. Pha 1, ghi là pha 1. Pha 1. Pha 1 là có cái gì? Có tải trọng chưa? Là chưa có cái gì cả. Pha 1 mới chỉ là thay móng. Em cài basic 8.2 thôi. Vì em thấy có cái update đấy thì em là cứ thế cài không, luôn em về về thầy gửi cho rồi về cao thì tăng 8.2 nhá. Đây thầy hướng dẫn về tìm bản chấm 2 thầy gửi cho hôm trước rồi gì nữa. Parameter nhá, tính toán nhá. Thì pha 1 là mình chỉ có thay móng thôi đúng không? Đào đất này. Thì pha 1 em kích vào đây này. Cái phải kích nút xanh này. Kích vào chữ define. Đó, định nghĩa. Thì thay cái gì nhá? Nhìn này, thay cái gì thì thầy kéo này. Đây. Meter thì ở đúng không? Đây, từ từ thay cái này được chưa? Thì tính sang bên này đã, được chưa? Phải kích nút này nó đang ở đây đúng không? Phải kích sang đây. Đây. À, đây trước quên bên này. Bên này nha, thì vật liệu đất. Giờ ta phải thay gì nhỉ? Được chưa? Xong nhá. Rồi ta tính sang bên này tính suất. Thực ra hai cái này nó không ảnh hưởng gì bởi vì ra một đứa gần đấy. À, anh chưa? Nhớ đâu cho anh tí nhá em nhá. Đây xong chưa? Xong rồi, đã update. Xong chưa? Phát nữa có móng rồi. V2 là có gì? Có tải. Đúng chưa? V2 có tải. À, V2 có tải, chúng ta kích rồi. Để dùng đòn này. V2 có tải kích rồi anh nhá. Đúng chưa? À, update. Có tải thôi, tải vẫn đang 1 đúng không? Pha thứ 3 bắt đầu mà tính toán để tính toán đấy đây. Để tính toán đường để vẽ được đường cong đây. Update. Xong chưa? Pha thứ 3. Đấy. Pha thứ 3 thì sẽ là bao nhiêu? Pha thứ 3 thì sẽ chọn ở đâu? Tổng đây. Đấy chưa? Đấy, tổng. Đấy chưa? Và kích vào đâu? Pha thứ 3 thì kích vào đây nha. Thì kích vào chữ số 2 này được chưa? Nhá. Và kích sang mu này, chọn bao nhiêu? Của mình là Nguyễn mình nhập A đúng không? Nhớ mình nhập cái hàng nào nhá, tổng A đúng không? Thì mình nhập là bao nhiêu? Đây à, tổng này là tổng B, tổng load đúng không? Nhập này bao nhiêu? Nếu em mình nhập định nhập 500 đúng không? Đúng không? Âm 1 thôi mà nhân 500 đúng không? Xong chưa? Xong, kích lại đây. Đó, định nghĩa lại. Giờ 500 ok rồi, xong chưa? Rồi, xong, mình tính gì nhỉ? Tính toán xong rồi. Có chọn để vẽ đường cong điểm không? Có. Thì em muốn vẽ được vòng chuẩn bị đúng không? Thì muốn vẽ có vẽ được trong chuẩn bị. Thì em nhớ kích một cái nút ở móng zoom này này. À em muốn vẽ nhiều đường cong em kích nhiều nút, thì muốn vẽ một đường cong thì thầy kích ở đây nhỉ. Nhìn này, kích chỉ cho đúng chưa? Thầy muốn tâm móng ở hai vị trí cách đây chẳng hạn. Thoải mái. Đúng không? Xong chưa? Update. Rồi thầy tính ngắn. Đấy. Mặc sang lỗi đấy. Này lỗi rồi nhá. Thì ta nó lại bằng kia kìa. Chịu được bao nhiêu? 500 tấn chịu được không? Bạn để xác định được cái sức chịu tải dạng thì về nguyên tắc bạn tính toán cái tải trọng của bạn phải nhớ được cái tải trọng pháo bao giờ bạn phải nhìn thấy nó phải phá hoại bạn mới thấy được đúng không? Ví dụ giống như anh này có khả năng vác được 70 cân nhưng anh thầy vác anh này chỉ vác 60 cân thì biết có biết được sức chịu tải dưới dạng bên này không? Chưa. Đúng không? Vết nhất thì tải trọng tối nhập vào phải lớn hơn cái sức chịu tải này thì tôi mới biết bị vẽ cụt. Thế thì mới dự báo là 50 đúng không? Nếu bạn lấy đường cong bạn thấy nó bị phá hoại thì bạn phải tăng lên. Còn tăng lên bao giờ thấy nó bị phá hoại? Đấy nhá. Có nghĩa tải này vẫn chưa bị phá hoại đâu nha. Bây giờ phá hoại nó mới kích cái gì? Output như thế nhá. Quản hay bị nổi quá. Nhìn thấy chưa? Biến dạng nhìn thấy chưa? Nhìn thấy biến dạng này chưa? Thì giờ để biết được cái tải trọng biến dạng này lỗ lún của nó là 44 cm này. Giờ 44 x 10 mũ trừ 3 m là 44 mm.
theo 44 cm. Giờ tôi muốn thấy muốn đường không quan hệ giữa tải trọng và chuẩn bị để ra được cái xem nào cái bằng bao nhiêu đúng không? Thì ngay cái gì ở cái sức giải ra bằng bao nhiêu thì vào đây, kích vào chỗ Q vân này. À, cái đường không, được chưa? Chọn lưu rồi đúng không? Để lưu nhá, ok. Chọn cái bài của mình lưu đâu thì lưu vào desktop thì sao? Đây. Ok. Nhá. À thầy cần xem chuẩn bị điểm A đúng không? Có phải chuẩn bị tổng về không thì mình xem chuẩn bị theo phương đứng. Đúng không? Rồi so với tổng tải trọng đúng không? Đúng không? Tổng tải trọng có tác dụng. Thế à? Còn mình sẽ muốn xem là đây. Thế à? Khi bạn vẽ được đường trong quan hệ này này. Đây là tải trọng này, đây là chuẩn bị đúng không? Khi mà đang đường nó đang đi này nó gãy cụp của cái thì đây là tải trọng thế giới gì nhỉ? Đúng nhá. Thế đấy thì sẽ vẽ được trong quan hệ giữa tải trọng, thì chạy từ bao nhiêu, từ 1 đến bao nhiêu? 500 thế này. Thì sẽ đo được chuẩn bị và thấy cái cục thì thầy biết ngay nó đâu đúng không? Đấy nhá. À, thầy biết. Thầy thấy chưa là cái cục đâu bởi vì nó vẫn chạy được. Đấy nhá. À, thầy vẽ bên này, thầy vẽ bên này cho nó, thầy đổi ngược lại cho nó dễ nhìn. Thì anh có thể tùy bên này đúng không? Đấy, thầy không nó bên này mà đúng không? Thì anh có thể tùy nhá. Thầy có thể chụp x này này. Chụp x nào, có thể chụp x để là tổng này đi. Y chuẩn bị cho dễ đúng không? Chuẩn bị cho con đứng nào. Nhìn thấy cho đây cho nhìn thấy cho đẹp hơn chưa, dễ hơn chưa? Nhìn thấy chưa? Đấy đúng không? Đấy. Vâng. Chưa. Bao giờ nó phải gãy cụp đến đan đi con đến này cụp về đúng không? Thì có nghĩa là tăng dần chưa? Muốn tăng dần thì em phải xác định sơ bộ cái sức chịu tải của em tính theo ba phương pháp chưa? Tính theo các phương pháp kia thì em xác định sức chịu tải không? Nên một lớp em có xác định sức chịu tải của các theo công thức Tetragin vân vân không? Ờ thì em xác định cái P giá của em bằng bao nhiêu nha. Đúng không? Thì cái ở đây cố gắng em nhập nó lớn bằng P giá một chút, đúng không? Ví dụ em xác định P giá kia bằng 500 thì bằng 600. Thì em tính được trong một cái này em thì nghĩ phải tầm 600 đến 700 rồi đấy. Công thức của nó là phần 2 của ấy. Người gam nên nó này. Đúng không? Đó. Nha. Bằng bao nhiêu? Đúng không? Ví dụ 600 thì em thử nhập đấy 600 xem nào. Thì bạn thấy bạn thấy cái bao giờ cái đường này là đi này ra đây đúng không? Đến đây cái cụ cái gì đây là tải trọng P gì nhỉ? Đấy nhỉ? Và chia cho hệ số an toàn thì nó ra được. Đúng không? Đấy. Thì cái phần tài liệu thầy gửi cho đâu? Thì cho có một cái file hướng dẫn sử dụng không mà mật mà gửi cho những người đó đây nhá. Thì đây bóng băng này nhìn này, đây là chạy đàn nhiều giống như bạn nhìn này chạy đàn đây và thầy cho xem nhá, thầy cho xem lại việc output rồi output như này, cái biểu đồ biến dạng của nó như này bạn nhìn thấy rất tập biến dạng nhá, nó trôi sang hai bên giống hệt của mình biến dạng của mình nhá. Đấy vì nó chưa lún đấy, vì nó chưa gì nhỉ, chưa phá hoại nó bị chưa bị trôi mình thấy chưa. Thì giờ phá hoại nó bị phải vòng như này. Và vòng như này được chưa? Thì tải trọng này vẫn ngon. Chứ gì vậy, tải trọng này nó phải chịu được 800 tấn nữa cơ. À 800 kN vân vân em thử tăng em nhá. Đúng không? Đây. Đây nhá, đây đề bài nó cho đây nhá, nhìn này nhá. Móng này nó đặt ngay trên mặt đất mà. Của mình phải ở dưới mà. Nhìn này, đấy. Giống như các bước này. Em làm tương tự như này nó gì nữa. Ôi cái file này rồi mà cũng chả đọc gì. Đây sơ đồ thầy giống như thế không? Thấy tọa độ này không? Cách thầy giảng mai có giống tọa độ này không? Đúng chưa? Sau đó tạo điều kiện biên để nó có cái khung biên như này được chưa? Đúng chưa? À. Nhớ rằng nhá, nhớ là độ sâu của cái này này. Nhớ là độ sâu của cái này để phản ánh được hết biến dạng nhá, chứ không phải cái này móng này mà độ sâu để ngắn tút lên là sai đấy nhá. Tương tự cái bề rộng này cũng đủ để phản ánh được cái phần biến dạng này chưa? Ở đây biến dạng phải bằng không, ở đây biến dạng bằng không phản ánh được nhá. Cái tầm kích thước như này là ừ. Ừ. Như thế. Đây thấy các cái cách nan này. Kích màu gì có hát lên gì nữa. Bảo quay video làm cái gì? Xong chưa? Đây. Thay đổi giá trị P này bằng 500 giống mình không? Đây nó nằm bằng 50 thôi đúng không? Đấy, vân vân. Nhìn thấy chưa? Rồi tạo lưới vân vân nhà đây tạo này nhìn thấy chưa, bị phá hoại giống này không đấy nhá, đấy nhá và bị phá hoại đường cong này của nó này, phá hoại này thì nó nhìn thấy nó vẽ nhá,
nó vẽ của nó mình, nó vẽ khác của mình, mình chụp này của mình thì mình để giống, mình ngược lại thì ra nó giống. Và cái này thì cách tính tải trọng dạng của nó, từ đó tính ra cái tải trọng cho phép đây và phá hoại là điểm A theo công công thức này, được chưa? Theo phương pháp tử hạn thì bằng cái mắc mà tải trọng em tính được, đúng chưa? Cái mắc này, mắc của tải trọng em tính được bằng mắc này chỉ cho B rộng mà xong rồi, bằng cái gì nhỉ, bằng mắc cái tải trọng em nhập vào chỉ cho B rộng không cộng với gamma nhân với D nữa, bởi vì mình đã móng của mình vẽ đúng ở dưới rồi, đúng chưa? Của nó là vẽ ở đâu đấy nhỉ? Nồi lên trên này này thì nó phải cộng với gamma nhân với D này, đúng không? Của mình lấy rồi thì mình chỉ mắc bằng cái tải trọng này chia cho B rộng móng, vân vân nhá, được chưa? Không phải B rộng mà chia cho chia cho hệ xoắn toàn được đâu, được chưa? Nhìn thấy nó là này, Q chia B này vân vân bằng thế này này, được chưa? Và trong phần mềm thì vẫn được bằng thế này, được chưa? Được chưa? Có thế thôi, được chưa? Còn đến hai lớp thì làm như nào? Thì đơn giản là anh trước khi anh vẽ cái lớp này vào đây, anh gắn lớp 1, lớp 2 xong, xong anh chạy nữa cho thằng số của nó vào. Ừ, thế thôi, đây thành nghe thôi. Vâng. Thấy chưa? Đấy. Thấy chưa? Có vấn đề gì nữa? Đây, bây giờ tôi xem lại ví dụ này nhá. Xem lại ví dụ thầy vừa cho, xem thầy mở vừa mở ra lại nhá. Tôi trong cái file của bạn rồi đấy. Xong chưa? Đấy, thầy vẫn lưu lại nhà bạn này nhá. Như vậy khẩn trương làm đi. Bây giờ thì bọn em còn mỗi cái plastic nữa là... Ừ, thì đấy, tại sao thầy bảo các bạn phải làm một cái phương pháp ban đầu để bạn dự báo suất chuyển tải là bao nhiêu, bạn nhận được vào đây chứ bạn nào? Thầy ơi, nghĩ số...